Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo người lại mà can gián người rằng: Lạy Thầy, không thể thế được, Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu. Nhưng người quay lại bảo Phêrô rằng: Hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người. Bây giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lời cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người đến, Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ Người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Thầy bảo thật các con, trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong nước Người. Đó là lời Chúa. Ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo Thầy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, con đường thập giá là con đường mà chính Chúa Giêsu đã đi, và đi trên con đường đó là Chúa Giêsu đã đón nhận tất cả thánh ý của Chúa Cha cho sứ vụ của mình. Và không có con đường nào khác ngoài con đường thập giá, và chính con đường thập giá đó mới mang lại ơn cứu rỗi cho nhân loại. Và chúng ta thấy Phêrô, câu chuyện Phêrô trong bài tin mừng hôm nay, Phêrô đã cản Thầy. Phêrô theo cái tình cảm của con người, theo cái suy nghĩ của con người, thương Thầy cho nên cản Thầy, không để Thầy phải đi vào chỗ chết. Thế nhưng ông đâu biết được rằng cái con đường đi vào cái chết đó là con đường mà Thầy mình phải đi vì vâng theo ý của Chúa Cha. Và con đường đó là con đường duy nhất để mà Ngài cứu độ nhân loại. Cho nên ông mới bị mắng Phêrô: Satan, lui ra đằng sau Thầy, vì tư tưởng của con là tư tưởng của con người chứ không phải tư tưởng của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta thấy tư tưởng của con người khác với tư tưởng của Thiên Chúa, suy nghĩ của con người khác với suy nghĩ của Thiên Chúa. Nhiều khi mình cứ tưởng mình thương Thầy, nhưng mà thực ra không phải, mình đang làm cớ vấp phạm cho Thầy. Cho nên mới bị mắng Satan, đồ ma quỷ. Và con đường thập giá đó là con đường mà vâng theo thánh ý của Chúa Cha. Và chúng ta nhớ là con đường thập giá đó không chỉ dừng lại ở thập giá mà thôi, và qua thập giá để vào vinh quang, đi vào cõi chết và bước vào cõi sống, qua cái chết để bước vào cõi sống, chiến thắng sự chết và tử thần và tội lỗi, để mà đưa nhân loại, đưa con người bước vào cái cõi sống. Và con đường đó là con đường mà Chúa Giêsu phải đi, không thể khác được. Và ma quỷ luôn cám dỗ và ngăn cản Chúa đi trên cái con đường đó. Cho nên lý do vì sao mà Phêrô bị mắng là Satan là như vậy. Rồi Chúa nói tiếp trong bài tin mừng hôm nay: được lời lãi cả thế gian
mà mất linh hồn nào ít gì. Con đường thập giá Chúa đã đi để mang lại ơn cứu rỗi linh hồn cho nhân loại, cho mỗi người chúng ta. Và con đường đó Chúa mời gọi chúng ta, những ai đi theo Chúa, những ai là môn đệ của Chúa, hãy đi theo Ngài, đi trên con đường thập giá đó. Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá hàng ngày mà theo Thầy. Con đường thập giá dẫn chúng ta đến sự sống đời đời, và đó là phần thưởng cho mỗi người chúng ta đi theo Chúa. Chúng ta thấy ngày thế giới ngày hôm nay, người ta quan trọng cái vấn đề được mất. Tôi làm cái này tôi được cái gì? Tôi làm cái kia tôi được cái gì? Tôi đi theo người này tôi được cái gì? Tôi đi theo Chúa tôi được cái gì? Quan trọng vấn đề được mất. Nhưng mà rồi chúng ta thấy nhiều khi được mất nó cũng hóa như không. Bởi vì trong cuộc đời chúng ta có nhiều cái chúng ta cứ tưởng là được, nhưng mà thực ra lại mất. Và những cái mà chúng ta tưởng là mất, nhưng là chúng ta lại được. Chúng ta cứ gẫm lại, chúng ta sẽ thấy điều đó trong cuộc đời của mình. Và chung quy lại, trong tất cả mọi sự, dù được hay mất, được gì thì được, phải được nước trời, phải được phần rỗi linh hồn của mình. Hay mất gì thì mất, chúng ta đừng đánh mất linh hồn. Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào thì ích gì. Đó cũng là một cái câu nhắc nhở cho mỗi người chúng ta. Bởi vì nhiều khi chúng ta cứ chạy đua với thế giới, chạy đua với công nghệ, chạy đua với tiền bạc, lo làm kiếm tiền, lo làm việc này việc kia, mà nhiều khi đánh mất linh hồn của mình lúc nào không hay biết. Đó là điều đáng ngại cho những người chúng ta, cho mỗi người chúng ta. Cho nên lời Chúa hôm nay cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta, làm gì thì làm, phải làm thế nào để mà được phần rỗi linh hồn của mình, của người thân yêu, của những người chung quanh mình. Nhắc nhở cho chúng ta. Chúng ta dễ quên lắm thưa quý ông bà anh chị em. Nhiều khi mê đắm làm việc kiếm tiền, nhiều khi ngay cả hạnh phúc gia đình của mình cũng quên nữa. Chứ đừng nói là phần rỗi linh hồn của mình, hạnh phúc gia đình. Nhiều điều chúng ta quên, nhiều cái giá trị chỉ chạy theo đồng tiền, hay là nhiều người chỉ chạy theo một cái đam mê nào đó mà đánh mất chính mình lúc nào không hay. Dễ lắm thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta thấy có nhiều người trúng số cứ tưởng là được, nhưng mà rồi tan gia bại sản, mất cả gia đình, mất cả hạnh phúc gia đình, và mất cả chính cái phần rỗi linh hồn của họ. Không làm chủ được mình. Cho nên lời Chúa hôm nay cũng là một cái lời nhắc nhở cho chúng ta. Hãy khiêm tốn, hãy bước theo con đường thập giá của Chúa Kitô, để rồi chúng ta đón nhận phần rỗi linh hồn của mỗi người chúng ta, được Chúa chúc phúc, được Chúa cứu rỗi. Là chúng ta nhớ, được gì thì được, phải được phần rỗi linh hồn của mình, của anh chị em. Mất gì thì mất, đừng đánh mất linh hồn. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin